một fan rất là cứng của Marvel. Mình thấy vũ trụ của X-Men rất là đa dạng từ đó giờ rồi. Và phải đang mong chờ cái gì đó và mong chờ những X-Men, những dị nhân mới và những nhân thời trẻ. Và đặc biệt là chùm của X-Men là Apocalypse. Phải nói là cái series X-Men là một trong những cái series nổi tiếng trên toàn thế giới. Và Duy đã xem rất là nhiều các phần phim của X-Men rồi. Đặc biệt là có một cái nữ diễn viên mình cũng rất là thích, đó là Jennifer Lawrence. Cô ấy sẽ cũng xuất hiện ở trong cái phần phim này. Những cái phần trước thì BB đã xem hết rồi. Lần này thì mình đang mong chờ những nhân vật mới xuất hiện và nhất là kẻ phản diện. Rồi, cực kỳ thích, tạo hình quá đẹp. Trấn Thành đã theo dõi cả một series rồi, tôi là fan cuồng của X-Men. Chưa có một bộ phim nào mà Trấn Thành mê như X-Men, mà bởi vì Thành đã từng mơ được làm một trong số những X-Men để có một siêu năng lực. Bác rất là thích loạt phim về X-Men. Và đặc biệt là bác thích cậu người sói nhất trong đây. Có vẻ như là cậu là người được take care nhiều nhất, nhiều cái phần riêng nhất. Các bạn hãy cùng đến xem X-Men để xem phần tiếp theo này sẽ còn điều gì bất ngờ nữa nhá. Can't wait. X-Men muôn năm. Hãy cùng ủng hộ cho X-Men Apocalypse các bạn nha. X-Men Apocalypse. X-Men. 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 Everything they built will fall, and from the ashes of their world we'll build a better one. Wow, không còn biết nói cái gì luôn. X-Men Apocalypse, vì gì chỉ có hai từ đầu tiên, quá xuất sắc, không thở được một giây, quá tuyệt vời, quá xuất sắc. Rất là hoành tráng, rất là ngưỡng mộ, rất là happy vì đã được xem X-Men. Quá tuyệt vời, rất là hay luôn. Chưa bao giờ thấy một bộ phim X-Men nào làm tôi thất vọng cả. Và X-Men lần này phải nói là ngoài sức tưởng tượng. Các bạn phải xem X-Men. You're X-Men.